Hello, và các bạn, hôm nay chúng ta chơi hai game Slither, một cái trò ăn run cho game My Tom. Hiện tại đang không có ai trên bản đồ. À, để tay thế này, nãy cứ để tay kia, cả nào khó chơi chứ. Để điều khiển nó chơi dễ này. Con người bé đấy. TikTok. Có một thanh niên tên TikTok. Ôi, đây đây. Ui, mày đánh lái được. Càng lại. Ui, đây đây. Ép con này đi, ép nó. Hãy cho anh chơi cho Slither. Cái này thì màn to hơn. To chơi dễ. Ăn nhiều thế. Đấy. Chơi. Rồi, nó dễ điều khiển hơn chỗ nãy.